Hello, xin chào toàn thể các bác nha. Chào mừng các bác đến với video của anh em Sơn Dầu Gỗ. Hôm nay em sẽ đi review cho bác chiếu ngựa một cái tấm sập tẩm hồng. Các bác không nên bỏ lỡ video này. Cộng thêm đây là một cái tấm sập chiếu ngựa, giá cũng vừa phải các bác. Ok, đằng sau em chiến luôn đây các bác. Trước mặt các bác đây là một tấm chiếu ngựa, sập chiếu ngựa. Ui dồi ôi các bác, vân của nó quần quận. Nếu mà so sánh cái vân này khả năng là nó chỉ thấp hơn một ít so với sản phẩm này thôi. Riêng tấm này thôi các bác nhá, tức là cái vân của nó đẹp, vân của nó rất đẹp. Ngày trước thì em chiến đi có công việc ở nhà ông bà ấy, là ông bà các cụ là hay ngồi ở trên những cái bàn mâm cỗ dành trên nó cụ. Rất là hay các bác. Ok, bây giờ sẽ đo kích thước để các bác tham khảo nhá. Sập chiếu ngựa cầm hồng dài là 3m92, 3m92. Chiều ngang rộng của nó là 1m75 và dày là 20 các bác. Ở đây anh em đang để ở xưởng nên là bút che các bác che đây phần đầu đây, nó hơi tối các bác cảm nhá, nhưng mà gỗ liền nặng các bác, đẹp hai đầu luôn, đẹp hai đầu luôn. Nói chung là tấm này các bác dùng đẹp, yên tâm. Nếu như các bác có cái câu hỏi muốn thông tin chi tiết hơn thì các bác có thể comment ok chiến ở dưới, comment ok chiến, thì anh em sẽ cho các bác có thể liên hệ cái số tiếp theo trên màn hình các bác, anh chị sẽ gửi chi tiết hơn cho các bác. Bây giờ sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.